Chào mừng các bạn đã đến với bài tập yoga cho người mới bắt đầu. Trong chuỗi bài tập này sẽ bao gồm những động tác yoga vô cùng cơ bản, đơn giản, thoải mái và tất cả mọi người đều tập được, ngay cả người mới bắt đầu tập yoga. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị một cái thảm, trải thảm ra và chúng ta ngồi về giữa thảm nhé. Đầu tiên các bạn lắc nhẹ hông của mình sang hai bên để hông cân bằng trên thảm. Các bạn có thể dùng tay này, vén hai mông lớn của mình ra bên ngoài. Đúng rồi. Ngồi vững chãi nhất. Hai tay của các bạn có thể đặt nhẹ nhàng trên gối hoặc chúng ta để ngửa lòng bàn tay lên trần, thủ ấn Chimura. Cuộn nhẹ hông của bạn xuống, giữ thẳng lưng và từ từ nhắm hẳn mắt lại. Hãy thả lỏng trán, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng cổ, vai, gáy, buông thả lỏng đôi tay, đôi chân và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng tâm trí. Hướng ý thức của bạn về hơi thở. Cảm nhận bụng đang lên xuống nhịp nhàng. Không khí đi vào, đi ra chậm rãi qua cánh mũi. Hãy tập trung quan sát nhịp hít vào và thở ra của bạn. Khi hít vào, phình căng bụng lên. Khi thở ra, từ từ xẹp bụng xuống. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, chậm chậm xẹp bụng xuống. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào, cảm nhận nguồn không khí tươi mát đang đi vào trong cơ thể của bạn. Thở hết ra, rút sâu rốn, đẩy hết mọi cặn bã ra khỏi cơ thể của bạn. Thêm một nhịp nữa, hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, chậm chậm xẹp bụng xuống. Từ đây chúng ta đưa ý thức trở về cơ thể. Chậm chậm hít vào, vươn hai tay lên cao, áp sát tai, ngước mắt nhìn lên, vươn cằm đẩy ngực. Thở ra, chậm chậm hạ tay cúi đầu xuống. Hít sâu, hai tay vươn lên cao, áp sát tai, ngước mắt nhìn lên. Các bạn chú ý hạ hõm vai của mình xuống, kéo thẳng tay. Thở ra, chậm chậm hạ tay cúi đầu. Hít vào, hai tay vươn lên cao, ngước mắt nhìn lên. Thở ra, chậm chậm hạ tay cúi đầu. Một lần cuối, hít sâu, hai tay vươn lên cao, ngước mắt nhìn lên. Kéo thẳng cho cuộc sống và mình giữ ở đây. 5 4 3 2 và một, thở ra, chậm chậm hạ tay cúi đầu, kéo giãn cơ cổ sau. 5 4 3 2 và một, hít vào, hai tay vươn lên cao, áp sát tai. Và thở ra, chậm chậm bạn đưa tay trái xuống thảm.
trùng khỉu tay trái, tay phải áp sát tai, nghiêng mình sang bên trái. Bạn hãy kéo thẳng tay phải giúp Uyên nhé, và nhấn cái hông bên phải của mình xuống. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Thở ra, hạ tay phải xuống thảm, chậm chậm nghiêng mình sang bên phải. Kéo giãn lườn bên trái, và bạn nhớ là nhấn hông bên trái của mình xuống. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đổi bên. Hãy chậm chậm hạ dần khuỷu tay của bạn xuống, tùy theo khả năng của bạn nhé. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Thở ra, nghiêng mình qua bên phải. Kéo giãn lườn bên trái. Một lần cuối, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Thở ra, nghiêng mình qua bên trái. Chậm chậm nghiêng sâu hơn một chút. Xoay vai và để lồng ngực của bạn mắt nhìn lên trần. 5 4 Bạn hít thở bình thường. 3 2 Và 1 Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Và thở ra, nghiêng mình qua bên phải. Chúng ta giữ thế ở đây và hít thở bình thường. Kéo giãn lườn bên trái. 5 4 3 2 Và 1 Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Và thở ra này, mình xoay cơ thể sang bên trái, chậm chậm hạ hai tay xuống, tay phải đặt sang đùi bên trái, tay trái đưa về sau lưng, xoay vai, để ngực và mắt nhìn về sau. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đổi bên, xoay sang bên phải, chậm chậm hạ tay xuống, duỗi lưng, đẩy ngực, mắt nhìn về sau. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay vươn lên cao. Thở ra, xoay sang bên trái, chậm chậm hạ tay xuống, duỗi lưng, đẩy ngực, mắt nhìn về sau. Các bạn nhớ là mình hãy để cho trục cột sống của chúng ta thẳng nhé, không lao người về sau, cũng không đẩy người về phía trước. Đúng rồi, mình giữ ở đây nào. Làm tốt, bạn đưa tay trái qua lưng, nắm sang đùi bên phải nếu được. 5 4 3 2 Và 1 Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn lên cao. Và thở ra, xoay sang bên phải, mình hạ tay xuống, duỗi lưng, để ngực, mắt nhìn về sau. Kéo thẳng trục cột sống của mình nào. Hãy hít thở bình thường bạn nhé. Làm tốt, bạn đưa tay phải qua lưng, nắm sang đùi bên trái, đẩy ngực, duỗi lưng, thả lỏng gối, mắt nhìn về sau. 5 4 3 2 Và 1 Hít vào, xoay người về giữa, hai tay vươn lên cao. Và thở ra, mình hạ tay xuống. Chúng ta sẽ đưa hai chân về phía trước và lắc hai chân sang hai bên một cách nhẹ nhàng. Tiếp tục mình rung hai chân lên xuống. Bạn nhớ cân lại hông của mình này, bắt đầu nào. Hít vào, mình duỗi hai chân về phía trước, kéo thẳng hai chân này. Thở ra, gập cổ chân, kéo ngược về cơ thể. Hít vào, kéo hai chân về phía trước. Thở ra,
gập các ngón chân hướng về cơ thể. Hít sâu. Hãy cảm nhận vào kheo chân, cổ chân của mình được kéo giãn. Thở ra, kéo ngược các ngón chân về cơ thể. Cảm nhận các cơ bắp của mình đang được căng lại, căng lại. Siết cơ. Một lần cuối, hít vào. Kéo thẳng các ngón chân dài về phía trước. Thở ra, các ngón chân hướng ngược lại cơ thể. Rồi, hít sâu, đưa chân về vị trí ban đầu. Và chúng ta sẽ chậm rãi nâng người lên này. Đưa chân trái của bạn áp sát sang đùi bên phải. Đúng không ạ? Cân lại hông của mình nào. Hít vào, hai tay vươn lên cao, áp sát tai. Và thở ra, chậm chậm mình xoay cơ thể sang bên trái này. Đưa hai tay của bạn xuống. Tay phải nắm gối trái, tay trái đưa về sau lưng, mắt nhìn về sau. Vặn xoắn nhiều hơn một chút nữa. Nếu bạn làm tốt thì bạn đưa cả hai tay hạ xuống thảm luôn. Hít thở đều, mắt nhìn vào giữa thảm. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên cao, áp sát tai. Và thở ra thì mình hạ hai tay xuống này. Tay trái của mình đặt sau hông bên trái, tay phải đặt phía trước. Hít sâu, gồng chắc bụng, đẩy ngực. Chậm rãi mình nâng hông lên. Bạn xoay vòng từ bên trái qua bên phải. Đẩy ngực, siết bụng, đẩy hông, mắt nhìn lên trần. Nhấn cái bàn chân bên phải xuống giúp Uyên nhé. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Hít hai, siết bụng, đẩy ngực, rồi nâng hông lên. Thật chậm, bạn cảm nhận vào trục cột sống của mình được kéo giãn ra rất là thoải mái trong tư thế này. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Một lần nữa, hít sâu, siết bụng, đẩy ngực, rồi mình nâng hông lên. Bám bàn chân phải của mình xuống nào. Mắt nhìn lên trần và giữ ở đấy. 5 4 3 2 và 1. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Rồi chúng ta xoay người về phía trước. Hít sâu, hai tay vươn lên cao, áp sát tai. Thở ra, bạn co chân bên phải lại, hai tay. Hít vào, nâng chân phải của mình lên. Bạn vẫn co gối này, đẩy ngực thẳng lưng. Làm tốt, thở ra, bạn duỗi cái chân của mình này. Nếu bạn cảm thấy căng, tiếp tục trùng nhẹ gối lại nhé. Làm tốt thì mình bắt đầu cứ duỗi dần ra và cảm nhận vào cho cuộc sống của bạn. Cái vai của bạn nó có đang căng hay không? Đó, nếu căng thì nhớ là bạn trùng nhẹ gối lại giúp Uyên nhé. Hít thở đều nào. Mình có thể nhắm hẳn mắt lại. Cảm nhận vào kheo chân của bạn đang được kéo giãn ra. 5 nhịp thở đều. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Chậm chậm. Thở hết ra. 3 2 và 1. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đưa tay trái nắm sang má ngoài của chân phải. Co nhẹ gối bên phải lại, hít vào. Duỗi căng ngực, đẩy lưng thẳng lên. Thở ra, đưa tay phải về sau, mắt nhìn về sau. Các bạn đẩy ngực lên nào. Hít thở đều, vặn xoắn. Nếu tốt, mình duỗi dần chân phải ra. Còn nếu căng, trùng nhẹ gối lại. Giữ lại 5 nhịp thở đều. Duỗi lưng của mình ra nhé. 5
4 3 2 và 1, hít vào, xoay người về trước và thở ra thì mình hạ chân xuống. Rồi chúng ta duỗi chân bên trái ra và co chân bên phải lại. Lòng bàn chân bên phải chúng ta áp sát vào đùi bên trái. Chuẩn bị lắc nhẹ hông của mình sang hai bên nào. Cân hông. Hít vào, hai tay vươn lên cao, áp sát tai. Và thở ra, xoay cơ thể sang bên phải. Mình hạ tay xuống, tay trái nắm gối phải, tay phải đưa về sau lưng, mắt nhìn về sau. Duỗi trục cuộc sống của bạn, hít thở đều. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở ra. 3 nhịp thở chậm nữa nào. 3 2 và 1, hít vào, xoay người về giữa, hai tay vươn lên cao. Và thở ra thì mình hạ tay xuống, tay trái phía trước và tay phải phía sau hông bên phải. Các bạn gióng từ hông phải sang nhé. Hít sâu này, siết bụng, đẩy ngực. Rồi từ từ, chậm rãi nâng hông lên, xoay từ bên phải, lật ngực hướng lên trần nếu được. Đẩy căng cái hông, bám bàn chân trái xuống thảm. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. 3 lần, hít vào, siết bụng, đẩy ngực, rồi chậm rãi nâng hông lên. Xoay vai, đẩy ngực, mắt nhìn lên trần. Các bạn nhớ là gồng chắc cơ bụng mình lại. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Một lần cuối, hít vào, siết bụng, đẩy ngực, rồi nâng hông lên. Mắt nhìn lên trần nào, giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1 và thở ra chậm chậm hạ hông xuống. Rồi mình xoay về phía trước cân lại hông. Hít vào, hai tay vươn lên cao áp sát tai. Và thở ra, co nhẹ chân trái lại, hai tay nắm vào bàn chân trái. Hít sâu, chậm rãi, nâng chân trái thẳng lên. Các bạn vẫn co nhẹ gối này, đẩy ngực thẳng lưng đã. Thở ra, mình tiếp tục nâng lên một chút nữa. Cảm nhận căng ở kheo chân của bạn. Nếu bạn bị cuộn lưng như thế này, thì bạn nhớ là trùng nhẹ gối này, đẩy ngực lên. Chính xác. Hít thở đều nào. Nếu bạn là người mới thì rất là căng ở kheo chân đấy. Rất là căng luôn, thì các bạn cứ tập bình tĩnh nhẹ nhàng nhé. 3 nhịp thở đều nữa. 3 2 và 1. Rất tốt. Bây giờ mình đưa tay phải này, nắm sang má ngoài của chân trái. Hít vào, duỗi lưng, đẩy ngực thẳng. Và thở ra, đưa tay trái về sau, mắt nhìn theo tay. Được không ạ? Các bạn cứ trùng nhẹ gối giúp Yên này. Tay của chúng ta có thể đưa chéo cũng được, tùy vào khả năng của bạn nhé. Tốt thì mình duỗi cái chân trái thẳng ra và tay của chúng ta đưa về sau lưng. Duỗi lưng, đẩy ngực, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1, hít vào, xoay người về giữa và thở ra thì mình hạ chân trái xuống. Chúng ta lắc nhẹ hai chân thả lỏng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ co nhẹ hai gối ra đằng sau. Hai tay chống về phía trước. Bạn về tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng bằng hông. Xòe căng các đầu ngón tay, nhấn xuống thảm. Chúng ta đến với tư thế bò mèo. Tư thế này sẽ giúp các bạn linh hoạt trục cuộc sống, cũng như là rất là thoải mái cho vùng thắt lưng, vùng lưng của mình nhé. Hít vào này, siết bụng, đẩy ngực, đẩy cao hông, vươn cằm lên.
thở ra chậm chậm, cuộn lưng, cúi đầu, mắt nhìn rốn. Các bạn rút sâu rốn và cuộn gù cái lưng của mình lên. Hít vào, siết bụng, võng lưng, đẩy ngực, vươn cằm, đẩy cao hông. Thở ra, cuộn tròn lưng lên cao, mắt nhìn rốn, thu cằm. Hít vào, siết bụng, đẩy ngực, đẩy cao hông, vươn cằm lên. Thở ra, chậm chậm, cuộn lưng, cúi đầu. Hít sâu, siết bụng, võng lưng, đẩy ngực, vươn cằm lên. Thở ra, cuộn lưng, cúi đầu, mắt nhìn rốn. Một vòng cuối, hít sâu, siết bụng, đẩy ngực, vươn cằm lên, đẩy cao hông. Thở ra, chậm chậm, cuộn lưng, cúi đầu, mắt nhìn rốn. Hít sâu, mình về tư thế cái bàn. Rồi từ đây, chúng ta sẽ đưa cái tay trái về phía trước thảm, đúng giữa thảm cho Uyên nhé. Và thở ra này, luồn tay phải qua bên trái, hạ vai và đầu xuống. Mình duỗi thẳng tay trái ra, giữ ở đây và hít thở chậm, cảm nhận vào trục cột sống đang được vặn xoắn nhẹ nhàng. Các bạn hãy di chuyển đầu và vai sao cho thoải mái nhất. Giữ lại 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, chống tay trái về phía đầu này, nâng người lên, về lại tư thế cái bàn. Rồi mình đổi bên. Tay phải của bạn đặt về phía trước, đúng giữa thảm. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hạ vai và đầu xuống. Rồi chúng ta kéo thẳng tay phải ra, duỗi cái lưng, cảm nhận trục cột sống đang được vặn xoắn nhẹ nhàng. Hãy di chuyển đầu và cổ của mình một cách thoải mái nhé. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Chống tay phải về phía cạnh đầu, hít vào, nâng người lên, về lại tư thế cái bàn. Rồi thở ra, mình tách hai gối mở sang hai bên, hạ mũi chân xuống thảm và lùi hông về sau, ngồi lên gót chân của mình, kéo dài tay về trước, hạ trán chạm thảm. Chúng ta về tư thế em bé, thư giãn ở đây. Hít thở thật đều và chậm. Trong tư thế này, các bạn hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình, để cơ thể được thoải mái và thư giãn nhất. Rồi, từ từ, mình nâng người lên nào. Chúng ta ngồi về giữa thảm. Lắc nhẹ hông của bạn sang hai bên và cân bằng hông trên thảm. Thật là tuyệt vời, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn có cảm thấy thoải mái, dễ chịu không ạ? Hãy comment cho Uyên biết nhé. Các bạn ngày hôm nay có bỏ động tác nào không? Hoàng Uyên tin chắc rằng các bạn làm được tốt tất cả các động tác đúng không nào? Bởi vì tất cả các động tác đều rất là đơn giản, dễ tập và tập rất là chậm rãi, đúng không mọi người? Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Hoàng Uyên thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký để có thể đón chờ những cái bài tập mới nhất của Hoàng Uyên nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong bài tập ngày hôm nay và chúc các bạn luôn luôn khỏe đẹp, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste. Bye bye.